ui anh em có thấy không, máu tụt, máu mình tụt khá là nhiều, nhưng mà bởi vì mình tăng vào ô hồi máu phun 100% máu nên lượng máu mất đi bao nhiêu thì khi mà bệnh quái thì tỷ lệ hồi 100% máu khá là cao. Hey yo anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Vũ Đài Gaming. Tiếp tục với chương trình review và giới thiệu nhân vật, hôm nay chúng ta sẽ đến với nhân vật Marindrell, một nhân vật gần như là đã bị mọi người lãng quên. Nhân vật thiệt binh hay còn gọi là RF Fighter, Red Fighter. Sau nhiều bản update từ season 13 đến season 15 thì càng ngày em nói càng bị ghẻ lành bởi sức mạnh bị giảm sút cực kỳ nhiều, với một lượng đam nhập đi khá là đáng kể, kèm theo đó khả năng PvP cực kỳ yếu. Thì hiện nay gần như người chơi RF càng ngày càng ít, vậy có thật sự là đam nó càng ngày càng giảm hay không, và khả năng PvP của em nó như nào, cũng như là khả năng PvM. Hôm nay mình cùng các bạn sẽ thử xem nhân vật RF của season 15.3 cũng như là season 16 sắp tới sẽ có đủ sức mạnh để đi trên solo một mình hay không, và khả năng đam quái của em nó như thế nào. Bây giờ chúng ta hãy đến với khả năng trên quái của em nó. Let's go. Chúng ta hãy đến với map Kubemai. Càng về sau thì chúng ta nên tẻ với map level cao một chút, chứ đừng khinh thường em nó bởi những cái map nhỏ lẻ. Bấm nào. Bạn thấy điều gì không? Không hề hiểu. Bấm nào. Quá là khủng. Đâm. Nhân vật này hiện đang sử dụng skill Darkseid, hay Việt Nam thì còn gọi là skill ảo ảnh. Vậy điều gì làm nên sức mạnh của em nó, trang bị của em đó như nào, chúng ta hãy cùng xem ngay bây giờ. Đầu tiên tất nhiên bắt đầu sẽ đến với cái Queen Bolt, cái áo choàng. Một cái áo choàng cộng 15 với 70% đam được thêm vào, cũng như là hấp thụ 73% đam cũng như mọi nhân vật khác. Và ộp của em nó sẽ là tăng speed, tăng excellent dam, dam hoàn hảo, tăng agi và tăng thêm một chút năng lượng. Và ộp element cũng như là ộp đẹp với khả năng 200% phòng thủ thành công đối với đam thuộc tính, cũng là một cái cảnh khá là có tiền. Nhân vật này cực kỳ đầu tư. Kèm theo đó là một set cyber hurt, tất cả các star có 15 lúc giảm dd 25. Cái này chưa khảm, cái này như khảm dd 75 set, nhưng mà all star chỉ có 7. Cái này all star 7 dd 50 lúc, một cái set tương đối ổn định, chưa phải là set mắc giống như nhân vật sụt mình đã review được đó. Các bạn muốn xem cách build cũng như là trang bị của một số nhân vật khác như là DW hay là DK hay là như chơi thì vào trang YouTube của mình và tìm video ở trong đấy. Thì mình đã từng review nhân vật sụt Witcher mắc đồ, và set này chưa mắc thì tương đối ổn định. Đi kèm theo nó là một cặp vũ khí Blue Eye, chưa khảm buyback, chưa khảm gì hết, chỉ có đi trên PVM. Bên này khảm giảm trên sử dụng cộng 6 cũng là chưa mắc, trên yêu cầu là 700, trên yêu cầu là 706. Các bạn nhận ra một điều không ạ? Khi mà giảm đi 6 tức là yêu cầu của sức mạnh cân để mang em nó sẽ được giảm đi 6, chỉ còn 700 so với bên này là 706. Kèm theo đó là một cái pen vòng cổ 10% và 20 level, một cặp ring 700 level, khuyên tai, bên này khuyên tai 750 cũng là gọi là ổn định, chưa có gì đáng nói. Một cái lira cộng 9 với 4 khe đầu tiên sẽ là PVP với 770,
Khe thứ hai vẫn là PVP 770. Khe ba chỉ là PVM 870. Và điều đặc biệt Put Deep Attack Success Rate 2 10-10-10 khả năng Put Deep tối đa. Và một cặp Green nhận phù thủy, một cặp nhận phù thủy và nhận Black tăng khả năng 10 đam đăng cũng như là 10 speed. Vậy với những trang bị thế này thì chúng ta cần cộng bảng C ra sao cũng như là bảng Master như nào để cho hợp lý. Không để các bạn đợi lâu nữa, bây giờ chúng ta hãy đi ngay với bảng C. Đối với bảng C của em nó với level 1200 max level, trên sẽ là sức mạnh sẽ là 706. Các bạn hiện tại sao là 706 không ạ? Vì chỉ khi các bạn cộng đủ 706 thì các bạn mới mang được vũ khí level 1000, vũ khí cuối cùng của RF của season hiện tại. Kèm theo đó mắc Agi trong tất cả những điểm có thể còn lại dùng vào hit vào Agi, và Agi đạt được bây giờ là 379/441. Khi đi kèm với rượu cũng như là một vật phẩm trang bị khác của từng server tăng thêm khoảng 10-15 speed nữa là tương đối ổn định, sẽ tăng lên 400 speed lên max và máu và năng lượng là sẽ không tăng. Đối với bảng C như vậy thì điều gì chúng ta sẽ đạt được? Crit đam 55%, 62% đam hoàn hảo và 28.86x29% đam double đam và triple đam vẫn là 6% do trang bị Cyber Heart mang lại, kèm theo đó là 15% bỏ qua phòng thủ, khá là ổn định, một set khá là ổn định. Hiện tại em này đang mang bên người kèm theo là sói vàng và ngựa cộng 13, tăng đẹp, tăng đam khá là ổn định. Ngựa này sẽ lên rồng ở season 16 nha các bạn. Vậy với bảng C như vậy, trang bị như thế thì bảng Master như nào? Đối với bảng Master 1, chúng ta sẽ, vì đây là nhân vật đi PVM PVE tức là đi trên quái, chúng ta tăng tối đa vào khả năng hồi phục, hồi phục hồi 10 điểm vào phục hồi máu, 10 điểm vào phục hồi mana cũng như là 10 điểm vào phục hồi AG cột tim. Kèm theo đó tăng 20 điểm vào phòng thủ để tăng khả năng đẹp tối đa cho nhân vật kia lên ở các map cao, sẽ bị quái đánh rất là đau. Cộng thêm 10 điểm vào phòng thủ thành công, kèm theo đó là tăng max 2 điểm này vào ô stem cũng như là nhanh nhẹn và không tăng vào áo choàng. Tại sao lại không tăng vào áo choàng? Như mình nói ở một video khác về nhân vật Đắk Lắk, khi lên season 14-15 chúng ta sẽ có win 4, mà đã có win 1 thì ô này chỉ tăng khi mà anh em sử dụng win 3, còn lên win 4 ô này không có tác dụng nên anh em không tăng và dùng điểm do và câu khác. Đối với bảng 2, bảng skill thì bảng skill chúng ta sẽ tăng 10 điểm vào attack success rate, khả năng phòng tấn công thành công, 10 điểm vào phoenix shot chỉ để học skill ở phía dưới, 20 điểm vào máu, 20 điểm vào mắt vũ khí, 10 điểm vào mana và 10 điểm vào agi. Dồn 20 điểm đặc biệt vào dark side skill vào ấy để tăng khả năng gây đam, và phải học thêm 10 điểm dark side mastery để học được skill rook. Đây là một điều cực kỳ quan trọng. Và anh em cộng điểm 20 điểm vào máu để tăng lượng máu tối đa có thể, tăng khả năng sống sót cao nhất mà em đã có thể tìm được. Đối với bảng 3, bảng tấn công, tăng 10 điểm vào attack PVP và chia đều mỗi điểm vào vũ khí và cộng 10 điểm vào phục hồi máu mỗi khi chết quái, cộng tiếp 15 điểm chia đều cho mỗi ô vào vũ khí, tăng khả năng gây đam. Ở đây anh này đang tăng vào phục hồi mana. Các bạn nên lưu ý một điều, rồi bệnh cực kỳ tốn mana với skill ảo ảnh, nên các anh em phải chú ý.
Nếu anh em mua đủ máu, đủ mana thì không cần tăng vào ô này. Nhưng mà mình khuyên anh em là thời gian trên khá là dài. Đối với game ô thì anh em nên tăng vào 10 điểm để đi trên cho thoải mái. Và cộng 10 điểm vào phục hồi 100% máu. Một trong những bảng master khá là lợi hại của tất cả các nhân vật. Khi các anh em có tốc độ đánh cao, 20 điểm vào đúc bộ đam và 20 điểm vào bỏ qua giáp. Vậy với bảng master 1 như vậy, chúng ta sẽ nên tăng bảng master 2 như nào? Và đây là bảng master 2 của em nó. Ở đây anh ấy tăng theo một số ít mà mình nghĩ là mình sẽ tăng lại theo một cách khác, có nghĩa là hay hơn. Anh này tăng vẫn giữ nguyên cột đầu tiên, học skill đạp sai, tăng skill đam, tăng diện rộng tấn công, tăng tiếp tục tăng skill attack. Tất cả các ô này anh em tăng mắc, tăng lượng đam tối đa, gây ra tối đa cao nhất có thể. Và anh em nên sử dụng là băng. Như mình đã nói lúc trước, F là một nhân vật cực kỳ yếu trong phòng thủ khi mà đi trên quái, đặc biệt là quái level sau, đam cực kỳ lớn, khả năng chịu đựng của RF khá là yếu. Khi mà bị 2-3 quái dồn lại, lượng máu tụt cực kỳ nhiều và máu RF không bao nhiêu khi mình không tăng vào máu ở bảng C. Vì vậy anh em nên tối đa vào băng, làm cái khả năng làm chậm, cũng như là như anh này tăng 10 điểm vào ô book của skill băng sẽ làm quái giảm khả năng tấn công, giảm lượng đam mà RF nhận phải tối đa có thể. Bên bảng bonus, anh em chú ý nên tăng vào 40 ô mắc và máu. Điều này là một điều cực kỳ quan trọng đối với RF khi mà không tăng vào máu ở bậc cột C. Tiếp tục, All Star thì tùy mọi người, nhưng theo mình là nên tăng mắc của Agi khi mà lượng Agi mình chưa đạt được tốc độ đánh, chưa đạt được tối đa. 20 điểm vào đẹp, tăng khả năng đẹp. 10 điểm vào đẹp của Win, khi anh em sử dụng Win 4 thì nên tăng vào hai ô này, cũng như ô dưới, tăng đam và tăng đẹp vào của Win. Thì theo đó, ở đây mình thích hơn là sử dụng skill đam này. Mình nghĩ là nên tăng 40 điểm vào skill đam và dồn lại 20 điểm cho attack power và 10 điểm cho star này thôi, thì không nên tăng như vậy. Nhưng mà anh em có thể tham khảo. Vậy với cách tăng như thế thì lượng đam của em nó gây ra như thế nào đối với các map cao ở level sau? Bây giờ chúng ta hãy đến với map tiếp theo. Ok, chúng ta sẽ đến với map AB3 để test đam em nó. Map AB3 1030. Đấm cực kỳ ổn định, khả năng đâm quái cũng khá là tốt, đấm liên tục, múc. Một số video trước, một số anh em hỏi mình là tại sao lại có đam màu trắng. Đam màu trắng là đam ở cột phút nít, đam thuộc tính nha anh em. Nó sẽ gây 16% máu tối đa của quái khi mà bị dính. 25 quá là khủng. Đam cao nhất 600 ca đam. Múc. Khá là tốt. Vậy đối với map cuối cùng, em nó có thể trên hay không? Và khả năng sống sót của em nó như nào? Chúng ta sẽ đến ngay bây giờ. Chúng ta sẽ đến ngay với map Ca Dông, map 1050, map cuối cùng của season 15.3, thì update season 16. Mình hy vọng là em nó sẽ trên được. Đấm nào, đấm. Ui, anh em có thấy không, máu mình tụt khá là nhiều. Nhưng mà bởi vì mình tăng vào ô hồi máu
phun 100% máu nên lượng máu mất đi bao nhiêu thì khi mà đánh quái thì tỷ lệ hồi 100% máu khá là cao. Đan cũng cực kỳ ổn định khi mà đi kèm với Putnik, khá là tốt, không để nỗi nào, sống sót là 100%, không có gì phải bàn cả. Ở một lượng đan gây ra như vậy thì khả năng em này đi solo tất cả các map là cực kỳ tốt, cũng không phải lắm so với mọi người thường nói. Hy vọng trong thời gian sắp tới mình có thể test em nó với khả năng đi PvP với skill ảo ảnh này. Và mọi người đừng quên like cũng như là đăng ký kênh để theo dõi các video tiếp theo của Đại Gaming. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Bye bye.